Có phải là cocaine đã tạo ra khủng hoảng tài chính hay không? Cocaine, một loại thuốc làm cho người dùng cảm thấy mình giống như là người thống trị vũ trụ. Nhưng có lẽ đây không phải là điều mà cựu chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, ông Alan Greenspan nghĩ đến khi ông nói về tâm trạng phấn khởi không hợp lý. Nhưng cocaine chính là thứ mà người đàn ông này đổ lỗi là đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng tài chính. Cựu sa hoàng thuốc phiện Anh Quốc, ông David Nutt tuyên bố một nền văn hóa cocaine trong giới ngân hàng đã làm cho các nhà điều hành quá tự tin và làm cho họ lấy nhiều rủi ro hơn. Cựu môi giới chứng khoán Rehan Anderson cho rằng vị giáo sư thần kinh tâm lý dược có thể có lý, bởi vì khi đang phê thuốc thì con người không đứng lại để phân tích, họ luôn chắc chắn 100% những gì mình đang làm là đúng, và loại tự tin quá đáng này cùng với sự ngạo mạn đến một mức độ nào đó có thể giúp giải thích tại sao người ta có thể bán những sản phẩm mà theo ý kiến của ông Anderson rõ ràng là sẽ có lúc thất bại. Các nhà khoa học nói rằng kinh doanh và cocaine đi đôi với nhau. Cả hai làm tăng chất dopamine là một chất hóa học trong cơ thể làm cho con người cảm thấy khỏe mạnh, tự tin. Chất hóa học này gia tăng mạnh khi con người lấy nhiều rủi ro. Và điểm chính yếu của cocaine là làm cho người sử dụng luôn muốn có nhiều hơn mọi thứ, nhiều cocaine hơn, nhiều tiền hơn. Những câu chuyện về lạm dụng ma túy đã trở thành huyền thoại trong khu vực City. Văn phòng của ông Bernie Madoff từng được gọi là Bắc Cực bởi vì có rất nhiều tuyết trong đó. Tuyết là một từ khác để ám chỉ cocaine. Năm 2007, ông David Firth của ngân hàng Barclays đã bị bắt vì bán cocaine ngay tại bàn làm việc của mình. Nhưng chắc chắn có nhiều điều khác ngoài cocaine đã dẫn đến cuộc khủng hoảng. Nhà nhân chủng học Joris Luyandich nghiên cứu hành vi trong ngành công nghiệp tài chính. Ông cho rằng vấn đề thực sự của ngành tài chính liên quan đến kiến trúc của toàn khu vực. Có những xung đột lợi ích sâu sắc trên toàn khu vực sẽ tiếp tục gây ra các cuộc khủng hoảng, cho dù có cocaine hay không có cocaine. Theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, số lượng cocaine sử dụng tại Anh Quốc đã gia tăng mạnh vào năm 2007, một năm sau khi tiền thưởng ngân hàng đạt mức kỷ lục 8.8 tỷ bảng Anh. Nhưng sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008 đã thay đổi tình hình và lối sống xa hoa chấm dứt. Trong khi lập luận cho rằng cocaine gây ra cuộc khủng hoảng tài chính thì xem ra quá đơn giản, nhưng một điều chắc chắn đó là thời kỳ huy hoàng của các traders đã qua đi và nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn.